Cuối tuần đi trốn của mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Người đẹp Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ những hình ảnh về dịp cuối tuần thư giãn của mình. Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những người đẹp nổi tiếng nhất trong showbiz hoa ngữ hiện nay. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ đã được học vũ đạo âm nhạc. Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Cô sở hữu vẻ đẹp nhan sắc khác biệt, còn có vóc dáng mềm mại gợi cảm, luôn gây ấn tượng mỗi lần xuất hiện. Nhiều người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đang phát triển theo hướng của minh tinh đàn chị Phạm Băng Băng, khi vừa duy trì sự nghiệp diễn xuất, vừa nâng cao thế mạnh hình ảnh, trở thành gương mặt được các nhãn hàng thời trang quốc tế săn đón khi tiếp cận thị trường Trung Quốc. Việc là một nữ diễn viên ngôi sao có diện mạo đẹp ấn tượng, phong cách thời trang đỉnh cao là một nền tảng hoàn hảo để Địch Lệ Nhiệt Ba tấn công vào thị trường thời trang có rất nhiều tiềm năng và cơ hội. Những hình ảnh đẹp vừa giúp cô nâng cao độ phủ sóng, vừa nhận được sự quan tâm của các nhãn hiệu và thêm khẳng định vị thế của một biểu tượng thời trang mới trong showbiz hoa ngữ. Kỳ thực để trở thành một biểu tượng thời trang là điều không thể đơn giản, ngay cả với các ngôi sao, bởi cần rất nhiều yếu tố như ngoại hình, cá tính, phong cách và còn cần có sự hậu thuẫn của một ekip chuyên nghiệp với khả năng hoạt động bền bỉ, dài hơi. Địch Lệ Nhiệt Ba dù còn một số tranh cãi về năng lực diễn xuất, nhưng ở mảng thời trang, cô là tiểu hoa đán có đầy đủ tiềm lực. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!